Xin chào quý vị đã đến với chương trình trực diện TV. Thì vừa qua là ngày 28 tháng 12 năm 2019 thì tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội chúng ta thấy là đã mở ra cái phiên tòa mà xét xử hôm đó tới nay, tức là trong vòng 2 tuần đó, là cái phiên mà cái tập đoàn Mobifone mua lại 95% cổ phần của cái AVG. Và đây là một cái vụ án có thể nói là nó rất là điển hình, nó rất là lớn, bởi vì nó có cái tội phạm là các quan chức đứng đầu của những cái của bộ, tức là hai cựu bộ trưởng mà lại phạm vào các tội tham ô và tội không phải tội hối lộ, mà cái tội hối lộ này nó nặng nề nhất từ trước tới nay. Chưa bao giờ có một cái vụ nào nhận hối lộ mà lên tới 3 triệu. Nói chung là tổng số này 4 người thôi mà nhận đến 6 triệu Mỹ Kim, 6.200.000 Mỹ Kim. Thì đó là một cái vụ mà chúng ta thấy là bị phát hiện á, tính tới thời điểm này á, là đây là cái vụ có thể nói là lớn nhất về cái tội hối lộ. Thì trong 2 tuần qua khi mà mở những cái phiên tòa này rồi thì quá trình mà tranh luận, quá trình lấy lời khai và ngay cả cái phần bào chữa đi nữa thì chúng ta thấy nó có những cái diễn tiến cũng liên tục thay đổi, mà chủ yếu tập trung vào cái chỗ ông Nguyễn Bắc Son, bởi vì ông Nguyễn Bắc Son là cái người bộ trưởng, cựu bộ trưởng, là cái người gọi là chịu trách nhiệm chính trong cái việc mà sai phạm này, bởi vì ông có cái vai trò mà bị đại diện kiểm sát xác định là rất là tích cực, nói chung là cái đứng ra để mà chỉ đạo quyết liệt hết đối với các cái cấp dưới của mình, và là người trực tiếp nói chuyện điện thoại hoặc là nhận những cái tin nhắn qua lại đối với cái đối tác, tức là ông Phạm Nhật Vũ làm cựu chủ tịch của cái tập đoàn AVG lúc đó. Thì ông Phạm Nhật Vũ là người vừa là chủ mà cũng là vừa là đại diện cho những cái cổ đông có trong cái tập đoàn AVG, để mà đứng ra trực tiếp liên lạc đối với ông Nguyễn Quốc Son. Ở chỗ này thì cơ quan điều tra đã làm rõ ra được là có rất là nhiều những cái tin nhắn, là chính vì những cái tin nhắn, những cái cú điện thoại đó nó thể hiện là có một sự quan hệ câu kết chặt chẽ giữa hai bên để mà tiến hành cái quá trình mua bán. Đó là một cái công ty truyền hình, và đây là một cái điều hết sức là đặc biệt, bởi vì nếu như là một cái công ty Mobifone, một công ty gọi là 100% vốn đầu tư của nhà nước, tức là sở hữu vốn nhà nước hoàn toàn, mà lấy cái tiền của nhà nước để mà đầu tư vào một cái công ty tư nhân, mà mua cái công ty tư nhân đó mà mua 95% để biến cái cổ đông của AVG ông Phạm Nhật Vũ rồi chỉ trở thành một cái thành viên, nó gây là trong có chỉ còn cái 5% còn lại thôi. Thì cái việc đầu tư mới hay là mua lại một cái công ty thì đó là một cái cách làm cũng hết sức là bình thường đối với những cái người mà họ làm ăn, họ gọi là làm kinh tế, thì cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá đáng. Tuy nhiên cái cách giao dịch, cái cách mà làm việc thì chúng ta thấy là cái vụ án này được phơi bày ra rồi, nó rất là sai phạm chủ yếu nhất là vì cái việc định giá nó không có đúng. Mua quá đắt một cái giá của một cái công ty, rẻ ra cái giá nó không có tới, nó chỉ có 2.000 tỷ thôi, nhưng mà lại đi bỏ tiền ra mua đến nó gần 9.000 tỷ. Đó là một cái điều nó làm thiệt hại cho nhà nước được xác định là 6.500 tỷ Mỹ Kim, thì đó là một con số hết cực kỳ lớn. Và bây giờ các bị cáo là bị đối diện với những cái tội mà chúng ta thấy chủ yếu nhất á, là cái tội mà vi phạm các quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là cái vụ mà tất cả các bị cáo phạm phải, ngoại trừ ông Phạm Nhật Vũ, bởi vì ông Phạm Nhật Vũ không phải là cán bộ nhà nước, không phải làm cái viên chức của các bộ truyền thông và thông tin, mà cũng không phải làm cái người liên quan trong cái vụ việc này với tư cách là đồng phạm để mà thực hiện cái hợp đồng đó. Mà ông Vũ bị tội đứng trước vành móng ngựa là vì có cái hành vi đưa tiền hối lộ cho các quan chức, mà cái đưa tiền hối lộ cho các quan chức để thực hiện những hợp đồng đó, làm giúp cho cái việc đó trả ơn trả nghĩa cho cái việc mà làm giống như trả công, cho nên là bị quy kết về cái tội mà đưa hối lộ. Thì đó là một cái tội phạm cũng hết sức là nặng nề trong cái bộ luật hình sự, và cái mức án đề nghị cho ông ta phải bị truy tố là đứng trước tòa đó, nó có mức hình phạt có thể là từ 10 đến 20 năm. Thì trong cái quá trình mà xét xử cái vụ án này, chúng ta thấy nó có những cái diễn tiến thay đổi liên tục. Chính từ ngay chủ yếu ở chỗ ông Nguyễn Bắc Son á, ông ta đã thay đổi những cái lời khai. Cái lời khai tại tòa có lúc thì ông lại không thừa nhận, chối bỏ cái việc là có nhận tiền 3 triệu Mỹ Kim từ phía ông Phạm Nhật Vũ, và ông ta lại cúp việc không thừa nhận là cái việc mà có đưa tiền cho con gái, hoặc là có lúc thì nói là có đưa. Và chính vì cái sự mà thay đổi lời khai liên tục như thế đó, đã bị đại diện kiểm sát, những người mà họ giữ quyền công tố tại tòa, đã không có đề nghị tòa án không có áp dụng các cái tình tiết giảm nhẹ như là thành khẩn khẩn khai báo hay là tỏ ra ăn năn hối cải.
để mà xem xét là bị cáo được giảm nhẹ. Và cuối cùng thì tại tòa, vị đại diện kiểm sát cũng xác định là ông Nguyễn Bắc Son đã nhận 3 triệu Mỹ Kim từ trực tay của ông Phạm Nhật Vũ nhưng mà lại không có khắc phục hậu quả, mặc dù các bị cáo khác, ba bị cáo còn lại, tức là ông cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn, rồi ông Lê Nam Trà và cái ông Cao Duy Hải vẫn nhận cái số tiền hay, ví dụ như là ông Lê Nam Trà nhận tới 2,5 triệu, ông Hải nhận tới là 500.000 Mỹ Kim, còn ông Tuấn thì nhận đâu 200.000 Mỹ Kim. Nhưng mà những cái người đó họ đem tiền họ trả lại hết, tức nghĩa là khi bị bắt, khi bị cơ quan điều tra sờ gáy tới thì bắt đầu là họ đã lấy cái tiền nhà và vận động những cái tiền ở đâu không biết, họ đem tới họ nộp để mà gọi là khắc phục hậu quả hết, toàn bộ những cái tiền gọi là thu nộp bất chính á, cái thu nhập bất chính đem lại nộp hết cho các cơ quan nhà nước, để mà giống như là mình thể hiện một cái thiện chí. Còn riêng ông Nguyễn Bắc Son thì đến ngày mở phiên tòa rồi thì cũng không có nộp đồng xu nào hết, mà ông lại có những cái yêu cầu phiên tòa là nên cho ông ta có cái gặp gỡ đối với gia đình, và phiên tòa cũng dành một buổi để ông ta làm cái việc đó. Tuy nhiên sau khi gặp gỡ gia đình rồi thì cũng vẫn không thấy nộp tiền nữa. Thì mãi đến mà sau này đó, khi mà cái phiên tòa, khi mà bị đại diện sát đề nghị cái mức hình phạt rồi, và buộc ông Son, ông đề nghị tòa án xử ông Son với cái mức là tử hình vì cái tội nhận hối lộ, thì lúc đó đó thì gia đình mới bắt đầu là tiến hành để mà thực hiện cái việc mà gọi là nộp tiền cho ông Son. Thì chúng ta thấy là đến ngày hôm nay, tức là trước khi cái ngày mà xét xử chỉ có một ngày thôi, tức là ngày 26 tháng 12, thì gia đình mới đem đủ những cái số tiền đem lưu nộp cho ông Son là hình như là được 66 tỷ đồng. Thì 66 tỷ đồng nó cũng tương đương với khoảng chừng là 3 triệu Mỹ Kim. Thì trong cái vụ án này, ông Son nhận từ phía ông Phạm Nhật Vũ là 3 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra thì ông ta còn nhận từ tay của ông Cao Duy Hải là 200 ngàn và từ phía ông Lê Nam Trà là 500 ngàn. Nói chung là ông Nguyễn Bắc Son nhận tổng cái số tiền gọi là thu lợi bất chính đó, nó hơn 3 triệu Mỹ Kim chứ không phải là 3 triệu, mà cái hai cái nhận hai phần của hai người kia không phải là trong cái vụ án hối lộ, mà đó giống như một cái việc mà cúng nạp chẳng hạn, của cái cấp dưới nó cúng nạp lên cấp trên, của một cái tổng công ty nó nạp lên cho ông bộ trưởng. Và cái điều này hình như là tòa án người ta thấy không thấy cái đề cập tới và cũng không có nhắc về cái việc này. Tuy nhiên trong cái vụ mà nhận 3 triệu thì người ta đánh giá là với cái việc mà nộp trước như thế cái ngày để mà tuyên án, để nó đạt cái cơ sở để mà tòa án người ta xem xét và người ta giảm nhẹ. Thì đúng như là những cái lời nhận định của rất là nhiều người trước khi mà có cái phán quyết của tòa án, khi mà đại diện viện kiểm sát đề nghị cái mức án tử hình thì người ta cũng đánh giá là mặc dù đề nghị là đề nghị như thế, tuy nhiên người ta vẫn là chờ đợi, tòa án vẫn chờ đợi là có một cái sự khắc phục hậu quả từ phía gia đình. Và nhiều người nói rằng đây là một cái kỹ thuật làm việc của phía bên cơ quan pháp luật, là người ta chỉ làm cái điều giống như dọa thôi, rồi làm cho gia đình phải cuốn lên và phải có một cái trách nhiệm để mà làm, bởi vì trước giờ gia đình có thể là họ nằm trong cái thế gọi là trông chờ nhiều hơn, và họ trông chờ là bởi vì cái nhân thân của ông Nguyễn Bắc Son á, ta nghĩ là tốt, người đã có từng nhận nhiều những cái huân chương, những cái huy chương và những cái huy hiệu, là cái người từng tham gia mà chiến đấu nữa, và trưởng thành lên trong cái quá trình mà tham gia cách mạng nó có một cái chiều sâu rất là nhiều, và đây là mới có lần phạm tội đầu tiên chứ không phải là hồi trước giờ là những người phạm tội. Cái nhân thân nói chung là tốt, nó không có vấn đề gì, mà cái gia đình cũng tốt, nó gia đình là cũng có cái truyền thống cách mạng các thứ này kia cái nọ, cho nên là có lẽ là gia đình quá tự tin vào những cái thành tích đó và nghĩ rằng thế nào với cái những cái huân chương đó, với những huy chương đó thì căn cứ vào cái việc này thì chắc chắn là tòa án không bao giờ đem xử đâu, thế nào cũng cân qua cân lợi, là cao lắm là cũng trung thân, mà trung thân thì cũng ở 10 năm mười mấy năm gì thì cũng ra thôi, là cuối cùng đi nữa thì thôi giữ lẫn số tiền đó mà không có vội vàng để mà đem chi trả, có thể là như thế. Thì rất là nhiều những cái nhận định họ đánh giá rằng gia đình họ muốn giữ lại cái tiền, họ không có muốn mà để mà bung cái số tiền mà 60 mấy tỷ trong thời điểm hiện nay nó không phải là một số đơn giản. Và tại có những cái thông tin bên lề là nói rằng gia đình cũng phải đi vay mượn, phải làm nhiều thứ, là gọi là từ bạn bè, từ người thân, từ các thứ này kia nọ đã giúp đỡ để mà làm cái chuyện này, để mà được hưởng một cái tình tiết.
Và rõ ràng thì cái tiền từ đâu không biết, tuy nhiên mà chính là gia đình, là những cái người thân của bị cáo mà nộp để mà khắc phục vào cái việc đó thì là tòa án họ ghi nhận thôi. Và cái việc ghi nhận đó thì căn cứ theo pháp luật chứ không phải là ta làm việc theo cảm tính. Rõ ràng là có một cái quy định rất là rõ là trong cái trường hợp mà nộp 2 phần 3 thì bắt buộc là phải giảm xuống chung thân thôi, chứ không thể nào mà xử lý hình được. Cho nên cái điều đó là mình chắc chắn biết là nếu mà nộp không đủ 2 phần 3 như là những ngày đầu á, khi mà nộp số tiền vô thì chỉ nghe các cái vị luật sư hay người đại diện cho gia đình chỉ nói là nộp có khoảng 21 tỷ. Mà nếu 21 tỷ thì chỉ có 1 phần 3 thôi, 1 phần 3 thì chắc chắn là không thể nào mà xem xét coi đó như là một tình tiết giảm nhẹ đặc biệt để mà có thể kéo bị cáo xuống khỏi cái tòa án tử hình. Và cũng rất may là gia đình của bị cáo Son người ta đã làm một cái việc mà tôi nghĩ là nó hợp tình hợp lý, và cái việc đó cần phải làm mà lẽ ra cần phải làm sớm hơn nữa kìa. Nếu mà mình là cái người thân người thương đối với cái bị cáo thì càng phải làm cho người ta yên tâm, làm cho người ta bớt tránh đi những cái thời điểm mà bị sốc. Và ông Nguyễn Bắc Son đã phải trải qua cái thời kỳ đó ít nhất là trong vòng một tuần lễ đó, khi mà bị đại diện kiểm sát đề nghị tử hình. Và trước đó thì ông ta nói cũng mất ngủ trong những cái ngày mà xét xử nữa. Thì cái việc mà bị đề nghị cái mức án tử hình vì cái người mà bị rơi trong cái trạng thái đó thì chắc chắn là nó phải hết sức là khủng hoảng về tinh thần, chứ không phải đơn giản. Mặc dù là cái người mà có thể nói là có cái công trạng như ông Nguyễn Bắc Son cũng vào sanh ra tử, cũng tham gia kháng chiến, tuy nhiên đứng trước một cái chết đi thì dĩ nhiên là ai cũng phải bị trùng trinh, và ai cũng phải là có một cái giống như cái nhiều người chịu không nổi còn bị sụp đổ nữa. Và để cho người thân mình rơi vào cái trạng thái như thế là một điều không có hay ho gì hết. Lẽ ra là cái điều này là cái điều phải tránh ngay từ đầu, mà không hiểu gì sao có mấy cái luật sư để mà tham gia bào chữa cho ông Nguyễn Bắc Son. Tuy nhiên không biết là người ta tư vấn cái gì và có giải thích pháp luật cho gia đình được hiểu hay không, hay là đây là cái sự mà cố ý, cái sự chây lì của cái gia đình để mà làm cho Nguyễn Bắc Son rơi vào cái trường hợp mà gọi nói là dở khóc dở cười như thế này. Phải những cái ngày mà có thể nó đứng trước cái chết, tôi tin chắc rằng những cái tuần lễ đó đó là ông Nguyễn Bắc Son không thể nào mà ngủ được. Và cái lỗi đó là do gia đình là chủ yếu, bởi vì ông đã bị bắt trong đó rồi, những cái tiền của nằm ở bên ngoài thì ông ta đâu có khả năng quản lý đâu, nhà cửa đó còn, đất đai còn đó. Khi mình đi làm mình kiếm tiền để mình về mình nuôi sống với gia đình hoặc là mình cho người thân. Trong cái vụ án này có những cái lời khai là ông Son nói là khai cho con gái, thì bây giờ cho con gái mặc dù là cơ quan pháp luật người ta không có điều tra ra cái đối chất có, nhưng mà không có xác định đủ cái chứng cứ để mà buộc tội hoặc là xác định cái trách nhiệm đối với người con gái. Mặc dù không có đủ chứng cứ nhưng mà không có biết, không có thể là không có đủ chứng cứ để buộc thôi, nhưng mà cái việc đưa tiền nó có thiệt thì sao, chứ không phải là không có. Thì cái việc mà người cha hay là người chồng làm việc mà đưa tiền cho gia đình chứ đưa tiền cho vợ con là cái chuyện bình thường. Thì bây giờ mình làm mình cực khổ mình lo cho vợ con, đến chừng bị bắt thì gia đình lại quay lưng lại là để mà trông chờ sợ tiếc tiền tiếc của, để mà cuối cùng đưa cái người chồng người thân người cha của mình đứng trước cái bờ vực để mà bị tử hình. Đến mãi đến khi mà cơ quan pháp luật họ phán quyết luôn, tòa án chuẩn bị gõ cái búa là đem ra tử á, thì lúc đó mới sợ, mới quản lên, mới dồn hết mọi nỗ lực. Tại sao có một cái sự trông chờ như thế không hiểu nữa. Và cái pháp luật của Việt Nam nó rất là rõ ràng, người ta quy định nó công khai, nó không có cái gì giấu giếm hết. Và tôi cho rằng cái vụ việc này, cái việc mà xét xử này á, nó phải nói là đây là một cái vụ án rất là điển hình, mà có thể từ cái vụ này trở thành một cái vụ án lệ cho cái việc mà xét xử về cái tội mà gọi là hối lộ này, cái tội mà gọi là chống tham nhũng này. Những cái điều này á, nó về tình, về lý, về cái kỹ thuật mà vừa đánh vừa so vừa coi như là tạo điều kiện nhưng mà vừa nghiêm khắc vừa đủ thứ chuyện hết. Trong cái này nó có phối hợp rất là nhiều cái kỹ năng trong đây, không thể nào để cho các cái bị cáo là những cái viên chức, là những cái người đã từng có cái công trạng với cái quốc gia này, người ta vỗ ngực xưng tên, người ta nói rằng cái vị thế người ta đứng lên trên thế như đó, và có một cái sự quen biết với các cái cơ quan ban ngành như thế này như thế kia, và có một cái bề dày thành tích á, thì họ có thể làm họ ung dung, họ không có tránh gọi là cái kim bài miễn tử. Và những cái điều như thế đó cần phải chấm dứt. Mà rõ ràng trong cái vụ việc này á, khi mà đại diện viện kiểm sát họ tuyên, họ đề nghị cái mức là phải tuyên phạt tử hình, thì tất cả những cái người mà cử tọa họ nghe họ đều thích hết. Và rất nhiều người dân ở trong cái đất nước này, thậm chí là những người ở bên ngoài nữa, họ cảm thấy là cái việc mà đề nghị như thế là nghiêm khắc, là đúng. Cái việc mà xử
tử hình một cái quan chức trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang hội nhập với nước ngoài, đang cải thiện cái môi trường để mà đầu tư và cải thiện cái môi trường kinh doanh và tạo ra cái sự công bằng minh bạch, tạo ra cái vấn đề về liêm chính của cái nhà nước, tạo ra cái việc mà làm thu gọn lại cái bộ máy và làm trong sạch vững mạnh cái chính thể, thì đó là những cái điều hết sức là cần thiết để cho cái đất nước đi lên, chứ không phải cần thiết cho cái bộ của anh, không phải cần thiết cho cái cá nhân của cái gia đình nào hết, mà cần thiết cho cả một cái vận vận hội vận cái cơ hội mới, những cái vụ mà hối lộ tham ô như thế này. Mai là đối với những cái công ty trong nước, nếu như xảy ra đối với công ty nước ngoài thì chúng ta nghĩ như thế nào? Nó rất là khó, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao, ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ và nó tạo ra một tiếng xấu kinh khủng lắm. Thì đối với cái vụ án này, ngay từ khi phát hiện ra những cái sai thọ phạm, những cái thiếu sót đầu tiên thì cũng không phải dễ dàng gì để mà đưa các bị cáo ra trước vành móng ngựa. Thì bởi vì đây là những cái cán bộ viên chức và cái lời lẽ, nói chung cái lý luận của họ cũng rất là dữ dằn, và ngay từ đầu á, theo những cái lời của những người trong ban chỉ đạo mà thực hiện cái vụ án á, thì cũng nói rõ là ngay từ khi phát hiện sai phạm người ta cũng cãi nhau dữ lắm, chứ không phải là đơn giản, các bị cáo này cũng không phải là dễ dàng mà chịu mình là sai phạm đâu. Và qua quá trình mà điều tra, người ta lần lượt người ta tìm ra các cái chứng cứ, mà những cái chứng cứ mà gọi là quan trọng nhất á, là các cái chứng cứ nằm trong cái vụ không phải là cái cố ý làm trái không, cái tội mà gọi là vi phạm các quy định về quản lý vốn đầu tư công không, mà vấn đề nằm ở cái chỗ là tội hối lộ nữa. Bởi vì cái tội nhận hối lộ và đưa hối lộ hồi xưa tới giờ gần như các cái quan chức á, không khó mà để mà truy tố tội họ lắm. Bởi vì cái việc mà đưa nhận hối lộ thường á, là họ chỉ nhận âm thầm và không có kèn trống gì hết, không có máy quay phim, không có máy ghi hình, không có ghi giấy tờ, không có điện thoại, không có gì hết, thì lấy cái gì để làm nhân chứng, lấy cái gì để làm chứng cứ? Và trong cái thời đại mà kiếm tiền như thế này thì cái việc mà tiền của người ta xách đưa qua tới đưa lui nó hết sức là dễ dàng, cho nên là cái việc mà tìm ra một cái chứng cứ mà phát hiện ra một cái tội phạm trong cái gọi là nhận hối lộ, đưa hối lộ, thì tôi cho là đây là một cái cách làm nó hết sức là hiệu quả. Phải nói là cái vụ án này mình thích nhất là đối với là cái việc mà truy tố tội được những cái quan chức về cái tội đó. Những cái chứng cứ này nó khi mà chúng ta xét xử rồi thì chúng ta nghe các cái bị cáo họ khai như thế, họ nói là thừa nhận này thừa nhận kia, nhưng mà phải nói là bên trong nó đó nó cũng phải là hết sức là khó khăn, mặc dù là người ta không có nói ra, chưa có một cái lời nào hay là có một bài báo nào hay là cái bài phỏng vấn nào của các cái quan chức hay những cái người nằm cái cơ quan thanh tra hay là cơ quan điều tra để mà nói là cái thủ tục, cái cách thức người ta làm như thế nào. Nhưng mà rõ ràng lấy được những cái lời khai đó, lấy được những cái điều mà thừa nhận của các cái bị cáo, nhất là những cái bị cáo mà là cựu bộ trưởng đâu có đơn giản đâu, những cái ông gọi là tổng giám đốc và những ông là chủ tịch hội đồng thành viên, những cái chức vụ đó là nó đâu có sẵn hết trơn rồi, những cái người đó họ cực kỳ lắm, họ không phải đơn giản như chúng ta đâu, nhưng mà họ vẫn phải cúi đầu mà nhận tội này, thì phải nói rằng cái chứng cứ mới là quan trọng. Mà nếu như Phạm Việt Vũ chỉ có cái lời khai không thì có thể buộc tội các cái quan chức được hay không, hay là cuối cùng hoài lạng quạng lại quay ngược lại đó, là ông Phạm Việt Vũ là người bị đập nữa, bởi vì đó tố cáo sai, bởi vì vu khống, bởi vì mạ lị cho các cái quan chức, nói xấu người ta, nói mà không có chứng cứ. Quan chức người ta đâu có tham ô, người ta đâu có bao giờ nhận hối lộ đâu, người ta làm vì cái chức năng thôi, vì cái chức trách của họ, vì cái nhiệm vụ gì quá nhiệt tình, gì quá mà thiếu sót, chứ không phải là vì tự tin quá nó thiếu sót đâu, chứ không phải là vì tham ô hay hối lộ. Không có những quan chức nào mà thừa nhận mình hối lộ, lúc nào cũng liêm chính đó. Bây giờ hỏi từ trên xuống dưới lúc ai cũng thừa nhận nè, cha tôi, anh tôi, chị tôi, bố tôi, cháu tôi, con tôi, ai cũng là liêm chính. Cái cháu nó làm nó liêm chính lắm, cháu nó làm rất là nghiêm túc, ai làm gì làm chứ nó không có, ai cũng vậy hết á. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không có làm gì sai phạm hết, người nào cũng vậy, khi mà biết bạn tự kiểm biết cái gì cũng vậy, lúc nào cũng không hoang mang dao động, lúc nào cũng vững vàng, lúc nào cũng làm tốt hết, lúc nào cũng là mình là hoàn hảo. Rất có thể là trong cái vụ này Phạm Dịch Vũ đã cung cấp những cái chứng cứ rất là cứng cho phía cơ quan điều tra, và những chứng cứ là gì, rất có thể là những cái ghi âm hay là ghi hình hay là những cái loại gì đó đó mà nó hết sức là đặc biệt, mà phải làm cho các bị cáo á, phải thừa nhận cái lời khai của Phạm Việt Vũ. Tôi thiết nghĩ là cái không, đừng đánh giá là các cái bị cáo này á, họ không biết là tội nhận hối lộ là nó đứng mức cao, họ biết chứ, đã làm tới cái chức này làm sao không biết, được nhận tiền của người ta là biết sai rồi, nhận tiền mà trong khi mà mình đang có chức vụ quyền hạn mà nhận cái số tiền quá lớn vậy, không thể nói là cái việc mà tặng cho được. Giống như một cái vị luật sư nghiêu ngao nào đó tại phiên tòa nói rằng
là cái việc mà tặng cho nó giống như một cái nét văn hóa Việt Nam. Văn hóa cái quái gì kỳ cục giấy. Anh làm quan chức mà anh nhận một khối tiền, cả một cái đống tiền để mà đấm mỏm anh, để mà đút vô cái mỏ của quan tham, để mà thực hiện cho cái việc làm nó trơn tru, để trả công cho cái công việc anh làm sai trái, mà dám nói là cái văn hóa Việt Nam. Thì không hiểu là những cái vị luật sư đó đó, họ học cái gì và được đào tạo ra làm sao. Mà cũng phải nói rằng cái gia đình cũng hết sức là vô phước khi mà nhờ những cái vị luật sư như thế. Mà nói làm cho người ta ghét luật sư, người ta ghét luật sư, người ta ghét luôn bị cáo. Và nó làm ảnh hưởng cho cái uy tín của các bị cáo luôn. Vừa tốn tiền nhờ luật sư mà lại vừa là bị mang tiếng nữa. Và những cái chứng cứ mà được đưa ra nó không thể mà chối cãi đó, thì đã làm cho bốn cái người quan chức này họ phải cúi đầu nhận cái tội gọi là nhận hối lộ. Thì đó không phải là cái công của Phạm Nhật Vũ, thì đó là cái gì? Mà có thể nói là rất là nhiều những cái người mà họ đã ra phiên tòa và khai rằng đã từng đưa hối lộ cho người này người kia, đưa cái đó để mà chạy trọt vị trí này vị trí kia. Có người khai rồi tại tòa là đưa tiền để mà chạy trọt vị trí, thậm chí lên tới quỹ viên bộ coi như là quốc hội nữa kìa. Nhưng mà tòa án có chấp nhận đâu, nói là cái lời khai không có chứng cứ. Hoặc là có những cái người họ khai là họ đưa tiền như thế này như thế kia, nhưng mà nó hỏi chứng cứ đâu, có cơ sở đâu, cuối cùng nó không có xử được quan chức. Mà cái người khai nó còn bị nhắc nhở là phải khai cho nó trung thực. Nó không có đúng đâu. Mấy anh chị khai như thế nó không có dựa ra với những cái cơ sở này chân thở kia, không có cái yếu tố, không có điều kiện để mà buộc tội. Không có lợi ích vật chất nhưng mà làm sai hàng loạt, mà sai một cách cố ý luôn. Thì cái đó là vì cái gì? Mà không có nhận vật chất, không ai cũng làm liêm chính đó. Mà người nào á, thì nhà cũng to đùng, đất đai cũng là rất là lớn, mà có cổ phiếu nữa, có những người đưa con đi học nước ngoài, còn bản thân thì đi du lịch bên Tây bên Tàu bao nhiêu lần. Nếu mà những người họ làm ăn lương thiện với lương mà 15-20 triệu đồng, thì bao giờ mới có được cái căn biệt thự, bao giờ mới có được cái xe hơi mà 500-700 triệu, là 1 tỷ bạc. Bao giờ có con đi học ở nước ngoài mỗi một năm coi như là tiêu tốn khoảng chừng 50 ngàn Mỹ kim cho một đứa. Những cái điều đó có lẽ là luật pháp Việt Nam người ta cũng dừng lại ở mức cái độ nào thôi. Nếu sai phạm ra có chứng cứ đem ra xử, tuy nhiên á, cái việc mà xét sâu hơn nữa chắc là cái đó là cái chuyện của tương lai. Đến một lúc nào đó cũng phải kiểm tra giám sát các cái tài sản của các cái quan chức, mà rõ ràng cái tài sản của quan chức từ đâu mà có, và có một cái nó đồ sộ như thế, là đây là một cái dấu hỏi mà người dân họ đâu có hỏi là cái điều đó đúng thôi. Bởi vì anh không có lý giải được, nếu mà anh có cái tài sản đó mà nó hợp pháp á, mà cái cách làm nó hữu hiệu, thì bây giờ đem ra đi giới thiệu cho người dân họ biết đi, cái cách mà mấy anh start up làm sao, cái cách mới gọi là mấy anh khởi nghiệp như thế nào mà hay thế. Đầu tư quan lại là nó là một cái ngành công nghiệp à, vô cái viên chức á, vô cái chốn quan trường thì nó là một cái ngành gọi là siêu lợi nhuận hay sao? Hay là cái cách làm ăn như thế nào chỉ cho dân họ làm với? Người dân họ còn nghèo, họ còn thấp thu nhập rất là nhiều, và cái cách thức họ cần có những cái kỹ năng đó để san sẻ, thì cái quan chỉ đi. Thì mấy anh khai rằng á, mấy anh thừa nhận rằng cái việc mà làm có cái biệt thự cao to á, là nhờ làm con nuôi cho người khác, hay là và làm mà để mà thối ngón tay. Mà thối ngón tay là làm cái gì thì chỉ đi, chỉ cho anh em ta làm đi. Rõ ràng á, thì xã hội bây giờ người ta rất là kinh khi những cái người mà quan lại, gọi là quan tham, và những cái bọn vô lại, những cái bọn mà nó trước giờ nó hưởng rất là nhiều những cái quyền lợi, mà những cái quyền lợi đó từ đâu mà có thể là bây giờ không lý giải được. Nó đang còn ngồi nhẫn nhơ ở ngoài kia, cũng với tư cách là đảng viên, với tư cách này kia nọ, nhưng mà đối với người dân họ xem thường lắm. Bởi vì anh không có lý giải được cái tài sản đó, và những cái tài sản anh đồ sộ như thế nào đi nữa, thì cái cách anh làm sai trái, cái cách mà nó không có minh bạch á, nó không có thuyết phục quần chúng. Thì cái phong trào đấu tranh chống tham nhũng đã thành công ở cái mức gọi là xử án, ở mức bắt những cái người phạm tội. Tuy nhiên về sâu hơn nữa, về xa hơn nữa, thì có lẽ người ta phải làm nhiều thứ hơn. Chúng ta thấy là gần đây đó, thì coi như quốc hội người ta cũng bàn rất là nhiều về cái việc mà phải kiểm tra giám sát, hoặc là có một cái quy trình để mà báo cáo về cái vấn đề tài sản, khai về cái vấn đề mà tài sản của các quan chức phải khai báo. Và cái cách làm của nó trong mấy năm qua thì hình như là nó cũng chưa có hiệu quả lắm, mà chắc chắn là nó phải có những cái thay đổi rồi. Trong cái điều kiện mà nền kinh tế nó phát triển lên cao chừng nào á, cái sự giao dịch nó lớn á, và cái quan chức á, càng dễ bị mua chuộc. Những cái đồng tiền á, nó chạy ra trước mũi hoài, giống như cái trong cái vụ này. Thì cái tiền cũ họ coi như rác vậy đó. Họ có cái tiền bất chính, họ đến rất là nhanh, rất là nhiều,
giống như ông Phạm Dịch Vũ và cái tập đoàn AVL họ có đến là 6.500 tỷ, thì cái việc mà họ tung ra một vài trăm tỷ thì cái chuyện đó là rất là bình thường. Cái chuyện đó là nghĩa là muối bỏ biển, đó là một cái chuyện mà ngắt là một phần lợi nhuận để mà chung chi, để mà lót đường cho cái bọn này, bọn quan tham này, để mà cho nó làm dễ dàng hơn. Thì đối với cái bọn tư bản, đối với cái bọn mà làm ăn á, thì nó cũng tính lợi nhuận thôi. Có cái lợi nhuận là nó bất chấp, nó làm mọi thứ. Và cái cách làm mọi thứ của nó, mặc dù nó không phải yêu nước gì hết, thì không thể nói nó là vì dân, vì dân tộc gì cả, mà nó vì lợi nhuận. Và rõ ràng theo cái chủ nghĩa Marx cũng nói rõ ràng rồi, vì lợi nhuận tụi tư bản có thể làm bất cứ chuyện gì. Và đấy, khi mà cái lợi nhuận nó lên tới 100-200% là nó có thể nó bán luôn cái tổ quốc. Và rõ ràng trong cái vụ AVG chúng ta thấy là cái lợi nhuận nó bao nhiêu phần trăm, có 2.000 tỷ mà nó bán lên tới 9.000 tỷ, vậy là bao nhiêu phần trăm, gấp mấy lần. Thì cái việc mà xét xử các cái quan lại mà tham nhũng, tham ô, hối lộ đồ đó, nó rất là khó. Từ xưa tới giờ rồi, từ cái thời phong kiến tới bây giờ, nó không bao giờ mà dễ hết trơn á. Khi mà lôi đầu các cái quan đó ra nó rất là khó, nhất là trong cái thời điểm mà gọi là cái dân chủ nhân quyền mà đòi hỏi cao lên nữa, rồi cái gì cũng phải có chứng cứ, bắt người ta phải đâu có được mà làm sai trái. Cho nên là trong cái vụ này phải nói là thành công, rất là thành công. Và cái vai trò của những cái người mà họ giúp sức, thì cái bọn người mà giống như Phạm Nhật Vũ nói là cái tư bản, họ vì cái lợi, họ vì cái lợi là cái cách làm ăn của họ, là bắt buộc họ phải làm như thế, chứ họ làm cái gì khác được. Còn cái sai phạm mà mình là quan chức, mình không có được quyền sai phạm, mà mình sai phạm thì mình phải chịu. Mà rõ ràng là trong cái luật pháp của Việt Nam á, họ quy định rất là nặng đối với các quan chức. Trong cái trường hợp mà nhận hối lộ, lúc nào cái tội đó nó nặng hơn cái tội đưa hối lộ, rất là nặng, nặng đến đó là tử hình luôn. Mà tội đưa hối lộ, anh có đưa 100 tỷ hay 100 triệu Mỹ Kim đi nữa, thậm chí 1 tỷ Mỹ Kim, hoặc anh cũng bây giờ mà bị nó cái mức mà tử hình hết, cao lắm là chỉ 20 năm trở xuống thôi. Nhưng mà cái người nhận á, có thể là trên 1 tỷ đồng tiền Việt Nam là có thể là rơi vô cái khung tử hình rồi. Để thể hiện cái gì? Là họ muốn bảo vệ cái thể chế, bảo vệ cái lành mạnh của cái bộ máy nhà nước, bảo đảm cái tính minh chính của cái chính thể. Cái điều đó mới là cái điều mà nó quan trọng. Cho nên là trong Phạm Nhật Vũ chỉ rơi vào khoảng 10 đến 20 năm tù thôi. Và nằm trong cái khoảng đó là khi mà ông có rất là nhiều những cái tình tiết gợi giảm nhẹ, như là khai báo rất là thành khẩn để mà giúp các cái cơ quan điều tra ra về những cái vụ khác, lôi đầu các cái quan tham ra đứng trước trên bấm ngựa và móc hết tiền mà tham ô đó đem lại, và xử họ nặng tù thêm, rồi để chỉ rõ là những cái sai trái đó mà trước kia họ cãi chài cãi cối, họ nói là họ không có làm sai này kia cái đó. Rồi bao nhiêu tiền của nhà nước thất thoát trong cái vụ án này, cái công ty gọi là tập đoàn Mobifone nó đứng trước cái bờ vực làm hết sức là điêu đứng. Khi mà mua cái bãi cái AVG này, chúng ta thấy là những cái công nhân của công ty gọi là cái tập đoàn Mobifone trước kia họ được thưởng, họ lương, họ này kia, họ đủ thứ hết. Mà sau đó thì vì dướng vô cái AVG cho nên là họ bị nhiều cái nó bị hạn chế. Những người công nhân là những người phải chịu thiệt thòi nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi cái tiền thất thoát đó đã được biết với ông Phạm Nhật Vũ đã bỏ ra một số tiền rất là lớn, lên tới gần 8.000, coi như là gần 9.000 tỷ để mà trả lại hết, cộng vô cái tiền lãi các thứ rồi luôn. Thì đây là cái việc mà khắc phục hậu quả, có thể nói cũng là một cái điển hình nữa. Trong cái vụ án này có rất là nhiều những cái điển hình, có rất là nhiều cái kỷ lục. Và cái chưa bao giờ có cái vụ nào mà khắc phục hậu quả mà nó cực kỳ mà đầy đủ như cái vụ này. Một cái số tiền không phải nhỏ, ví dụ mua một con gà, một con xe, hay là trái một cái nhà, thực hiện cái việc mà một vài trăm tỷ đó thì nó là cái chuyện có thể xảy ra rồi. Tuy nhiên đối với cái vụ này nó mấy ngàn tỷ thì cái đó không phải là cái đặc biệt, cái đó không phải là cái chuyện mà chưa từng xảy ra, không phải là kỷ lục. Và cái chuyện đặc biệt như thế thì không phải là để hưởng cái tình tiết đặc biệt hay sao. Và đối với luật pháp Việt Nam quy định là có nhiều cái tình tiết, từ hai cái tình tiết giảm nhẹ trở lên có thể là xét giảm dưới cái khung hình phạt thấp nhất. Khung hình phạt 12 năm thì người ta xử dưới khung đó, thì dưới khung đó là muốn xử bao nhiêu, xử có thể là 9 năm, 8 năm, 3 năm hay là 2 năm. Thì cái việc mà đề nghị 3, 4 năm và cộng thêm những cái tình tiết khác nữa là ông Vũ có nhân thân tốt rồi, có cái việc mà thành khẩn khai báo để mà đối chất, để mà đưa ra những cái chứng cứ gì đó, đưa những cái tài liệu gì đó cho phía cơ quan điều tra. Và cơ quan điều tra lì lấy cái đó để mà đấu tranh với các cái tội phạm này, những cái tội phạm quan chức này để mà lôi đầu họ đứng trước trên bóng ngựa. Thì những cái đó không có công là cái gì? Và những cái công đó phải nói nó hết sức là đặc biệt. Đối với nước Mỹ cũng vậy, trong những cái trường hợp đó có thể là người ta ghi nhiều cái trường hợp, người ta còn thả bổng luôn đối với tội phạm nữa kìa, để mà anh phát hiện ra cái vụ này. Những cái kẻ đã từng trực tiếp cầm súng giết người
Nhưng mà vì muốn cái người đó làm nhân chứng trong cái vụ án để lôi đầu những cái thằng chỉ mưu, những cái người mà đứng ra điều khiển toàn bộ cái vụ án đó, người ta nói là à, nếu mà anh chỉ ra các cái chứng cứ, anh làm những cái điều này điều kia có thể được xét giảm, và người ta xử cái người đó có thể là chung thân, là mặc dù là người đó bắn chết 2-3 người. Bởi nằm trong một cái tổ chức lớn như vậy, nếu mà nó không khai ra, nó không có đầy đủ những cái chứng cứ, làm sao ra buộc tội những cái đồng phạm khác, làm sao lôi đầu các cái chủ mưu? Và nếu mà không lôi đầu được các chủ mưu thì nó vẫn những nhơ được ngoài pháp luật. Thì chúng ta nghĩ coi những cái quan chức mà hối lộ hay nhúng chàm á, nó làm cho bại hoại cái bộ máy đó, mà nó vẫn còn nhẫn nhơ mà pháp luật nó vẫn còn nằm chuyển trệ trên cái vị trí A, vị trí B, thì sao nó có làm khổ cho dân hay không? Hay là với cái mức án để thả bớt một cái người này, để giảm bớt một cái người kia, nhưng mà lại lôi đầu được ra hết những cái tên tội phạm đó mình phải trừng trị, thì cái nào tốt hơn? Thì rõ ràng là trong cái cách làm mà chúng ta không có binh là cái người nào hết, chúng ta không có binh ông Phạm Nhật Vũ hay là binh ông Bắc Son hay là vì lý do mà phải nịnh ai hết. Tuy nhiên trong cái vụ việc mà chúng ta nhìn phải một cách công tâm và nó đối chiếu với cái pháp luật Việt Nam hiện có, cái đối chiếu với pháp luật hiện thời nó khác với hồi xưa. Có nhiều người cũng lên tiếng rằng bây giờ Việt Nam đang ngồi xổm pháp luật hay sao mà xử một cái thằng mà đem tiền á, đem mua chuộc các cái quan lại đi kính biếu cho người khác lên tới 6.200.000 Mỹ Kim, nhưng mà lại bị tù có 3 năm tù. Thua một cái thằng ăn cướp một cái con gà hay ăn cướp một cái con chó. Thì những cái điều đó mà chúng ta so sánh. Nhưng mà so sánh rồi chúng ta phải căn cứ theo những cái điều luật và căn cứ theo cái nền pháp luật của Việt Nam và căn cứ những cái tình tiết của vụ án. Thì những cái tình tiết của vụ án này có lẽ là khi mà xét xử người ta cũng chưa công bố hết những cái công lao của ông Phạm Nhật Vũ trong cái việc mà đối chất hay là cái việc mà đưa ra cái chứng cứ gì đó để mà đấu tranh tội phạm trong vụ việc này. Người ta chỉ nói ngắn gọn là ông Phạm Vũ có cái công trạng trong cái việc mà giúp sức cho các cơ quan điều tra, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra để mà đấu tranh chống tội phạm thôi. Nhưng mà người ta không nói đó là những biện pháp gì. Mặc dù là ông Phạm Nhật Vũ làm rất là nhiều việc như thế, trước kia thì cũng có làm từ thiện, cái việc từ thiện là chúng ta một hay bỏ qua đi, tôi bởi vì đó là cái cá nhân của người ta, có dư tiền người ta muốn làm cái gì cho chùa, cho nhà thờ, cho ai bất cứ cái gì. Và cái việc mà những cái cơ quan là chùa chiền hay là giáo hội hay là những cái nơi khác mà đề nghị mà để mà xét giảm cho ông ta hay là để thả ông ta đi đó, thì cái việc đó có thể chúng ta không thèm xem xét tới cũng được, không để ý tới cũng được. Nó chỉ nói là một cái điều là cái nhân thân của ông ta tốt, là chưa có tiền án tiền sự, và nhân thân làm chưa có từng phạm pháp thôi. Và nhân thân nó có thể là có cái tình tiết để mà làm những cái việc thiện, có thường hay giúp người ta thôi, chứ còn thật ra nó không phải là một cái tình tiết quan trọng để mà xét giảm. Thì tất cả những người mà làm trong ngành luật cũng đều hiểu những cái tình tiết đó mà. Bây giờ 1.000 cái chùa hay là 2.000 cái chùa hay là 4.000 cái chùa thì nó cũng vẫn giống nhau thôi, không có vấn đề gì mà nó đánh giá vào để mà cho tòa án người ta phải làm xét xử giảm. Có nhiều người họ nhận định rằng là cái vị thế của cái giáo hội Phật giáo của Việt Nam nó quan trọng đến thế hay sao mà chỉ cần mình có những cái thơ mà đề nghị xét giảm là tòa án họ nghe liền. Và cái giáo hội gọi là giáo hội quốc dân, và cho nên là điều khiển theo cái kiểu là nịnh các cái quan chức hay là nịnh các cái gọi là người giàu của Việt Nam, và đất nước Việt Nam bây giờ là cái người giàu họ cầm trịch hay sao, cho nên là họ đứng xổm trong pháp luật, họ làm mọi thứ mà không dám đụng chạm với họ. Có nhiều ý kiến mà chỉ trích cái nhà nước Việt Nam thì người ta nói lung tung lắm, và người ta nói một cách vô tội vạ và nói mà không có căn cứ gì hết. Thì muốn chống nhà nước Việt Nam, muốn mà coi như chỉ trích cái chính quyền đó, ít nhất chúng ta phải hiểu được pháp luật đó, hiểu được cái chủ trương chính sách gì của họ. Mà không hiểu, không có nắm gì hết mà đứng ra muốn nói thì nói đó động lên, kể cả có những cái luật sư trong nước nữa. Mà chúng ta thấy là viết trên Facebook rõ ràng không, là luật pháp mà có thể là ngồi xổm trong pháp luật, là nhận định như thế này như thế kia. Tại sao thế? Nếu là mấy anh hiểu luật mà biết luật mà thậm chí đi bào chữa người khác nữa, tại sao đi nói những cái điều mà lẽ ra mình cần phải có một cái sự chín chắn? Bây giờ á, cơ quan điều tra nó hỏi ngược lại là anh nói ngồi sổ pháp luật và nói cái sự này xử vô pháp vô thiên ở chỗ nào, chỉ tôi coi rồi làm sao trả lời. Người ta có cái căn cứ như thế thì mới nghe qua chúng ta thấy đúng là ông Phạm Nhật Vũ có thể là nhẹ, 3 năm tù là quá nhẹ so với cái tội mà đưa hối lộ bình thường thôi, 1 tỷ bạc là thấy cũng đã là nhiều khi 7-8 năm tù, 10 năm tù. Nhưng mà trường hợp này tại sao có 3 năm tù thôi? Thì phải hiểu được ông ta đã làm những cái điều gì, và những cái điều đó có những người khác có làm được hay không. Nếu như các bạn đã lấy rồi 6.500 tỷ đó,
các bạn có trả không, có dễ dàng trả lại hay không, mà có đủ khả năng để trả hay không, mà có trả luôn vượt qua cái mức mà gọi là lấy hay không. Và rất có thể là từ cái vụ này, ngày sau này sẽ có những cái hướng dẫn và họ coi đây giống như một hình mẫu, đây cũng giống như một cái án lệ để rồi những cái vụ án sau này á, nó áp dụng. Và áp dụng không phải là cái mức án không, mà áp dụng về vấn đề các cái tình tiết trong vụ án, những cái tình tiết nào được xem gọi là đặc biệt và những tình tiết nào á được xem là nó bình thường, và cách đặc biệt thì có cái giảm án đặc biệt như thế nào. Và tôi cũng mong muốn là có rất là nhiều những cái trường hợp đặc biệt như thế này á. Chúng ta thà là thả những cái người như thế này để mà lôi đầu các quan tham ra, để mà lôi đầu các tội phạm ra, để nó đứng núp vị trí này, vị trí cao rất là nguy hiểm. Cho nên là những cái lời nói chê bai hay là chỉ trích, nói rằng cái vụ án này cũng là cái trò hề mới đầu đưa ra là bộ dọa thiên hạ là có tử hình, nhưng mà cuối cùng có dám tử hình đâu, quan chức mấy anh cũng bao che này kia cái đó. Nói như thế là chúng ta không có hiểu được cái gì hết, không có hiểu được cái pháp luật, không hiểu được các cái quy định đó. Còn cái nó pháp luật họ quy định nó sai hay là quy định nó chưa có tiên tiến, nó chưa có khoa học thì cái đó là cái phần khác. Cái phần đó thì mấy anh là cái người có trách nhiệm, mấy anh là người giỏi thì mấy anh có đóng góp đi, mấy anh nói nó sai cái điều gì để mà sửa đi. Thì bây giờ mấy người ở Mỹ, ở Tây, ở Pháp này kia nữa, thì luật pháp của Tây, của Mỹ như thế nào đối với những vụ việc như vậy, là xử như sao? Ở Mỹ tội hối lộ có xử tử hình hay không, tội nhận hối lộ bao nhiêu năm có tử hình hay không, hay là chỉ có Trung Quốc thôi, hay chỉ như những nước mà nó kém phát triển thôi? Một cái quan chức mà sống tới bao nhiêu tuổi đời đó, đến cái lúc tuổi về nghỉ hưu bây giờ là đi vô tù ở, và ở tù đó, không có cái ngày ra, đó coi như là cái tù chung thân, phải có một thời gian rất là dài trong tù. Như thế không phải nghiêm khắc à? Như thế nó không phải là quá đáng hay sao? Nó không phải là trừng trị hả? Hồi trước bây giờ có bao nhiêu quan chức bị cái mức án như thế? Và bây giờ có cái gì chỉ tôi coi bao nhiêu quan chức bị đứng trước giàn con ngựa, bị ở trong tù về cái tội là đã nhận hối lộ. Đây là cái tội mà rất là nhiều người họ muốn thấy các quan chức họ bị đó. Bởi vì họ giàu lên đó là có phải là vì tham ô hay không? Phải vì là nhận hối lộ hay không? Mà không nhận hối lộ, không tham ô, làm sao có tiền để mà làm này làm kia, mà làm có tiền cái này cái kia mà đem ra xét xử rồi cuối cùng là nói là vi phạm gì thủ tục biển này, làm cố ý làm trái gì thiếu trách nhiệm thôi, chứ không bao giờ thấy về cái những cái tội này. Và bây giờ có những quan chức ra tù về cái tội này, chúng ta phải đáng mừng chứ. Đó là cái cách làm quyết liệt của các cơ quan điều tra, của các cái cơ quan pháp luật Việt Nam. Trong cái vụ này nếu như mà họ có ý bao che đó, họ chỉ cần đem ra truy tố ông Son về cái tội là làm trái thôi, cái tội là làm sai phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thôi, gây hậu quả nghiêm trọng. Như thế là đủ rồi, có thể bỏ tù ông ta mười mấy hai chục năm rồi, cần gì phải xử thêm một cái tội khác hối lộ chi cho ảnh hưởng uy tín của cán bộ, ảnh hưởng đến chính thể, ảnh hưởng tới cái nền luật pháp. Nhưng mà không, với cái cách điều tra mới bây giờ, người ta muốn chống tham nhũng là triệt để, người ta muốn đánh vào tất cả để mà làm răng đe, cho làm rúng động hết tất cả các quan tham ngoài kia, những cái kẻ mà đã nhúng chàm rồi nhưng mà chưa bị bắt, và những cái kẻ mà đang lấp lé và chuẩn bị nhúng chàm, những kẻ đang có cái cơ hội ăn mà bây giờ nó cũng sợ, thí dụ như vậy, hoặc là nó đã ăn rồi bây giờ nó cũng phải chung bước lại. Thì nói tóm lại là trong mấy cái ngày gần 2 tuần để mà theo dõi cái diễn biến của phiên tòa và đến cái phán quyết của cái vụ án, và chúng ta mới thấy được rằng đây là một cái vụ phải nói là có rất là nhiều sự cái tranh cãi, mặc dù là bây giờ nó đã khép lại cái sơ thẩm rồi, tuy nhiên vẫn còn đây đó có những cái tiếng nói nó khác nhau, nhất là rơi vào cái chỗ cái mức án của ông Nguyễn Bắc Son và cái mức án của ông Phạm Nhật Vũ, nhất là cái chỗ ông Phạm Nhật Vũ. Và cái phán quyết này chúng ta nghĩ là ở chỗ ông Bắc Son thì chắc chắn là được rất là nhiều người họ ủng hộ rồi, bởi vì họ thấy là cái mức chung thân nó cũng là thỏa đáng, nó cũng là phù hợp, bởi vì ông ta đã làm hàng loạt những cái tình tiết để mà thể hiện cái thiện chí, thì cái điều đó là luật pháp phải ghi nhận. Chứ nếu như người ta thể hiện cái thiện chí mà không ghi nhận thì vậy luật pháp tính nhân đạo nằm ở chỗ nào? Và cái tính mà xem xét mà đưa ra những cái điều này điều kia để mà dụ dỗ người khác họ làm, và họ làm xong rồi không cho họ hưởng, thì như thế là nó thể hiện cái điều gì? Nó khác hoàn toàn. Còn đối với trường hợp của ông Phạm Nhật Vũ đó, thì bây giờ luật pháp họ xử 3 năm thì có nhiều người họ nói là rất là nhẹ, bởi họ so sánh với những vụ khác như cái vụ cướp con dê chẳng hạn, hay là cái tội dục mà ăn trộm mà của mấy cái đám mà nó có tổ chức này kia cái nọ, thì đó là những cái cách mà họ so sánh và họ đánh giá. Tuy nhiên làm cái gì làm, mỗi cái tội danh nó có khác nhau và mỗi tội danh nó có những cái điều
mà cái tình tiết á, những cái luật pháp quy định để mà xét xử á, nó khác nhau, cho nên là cần phải hiểu biết thêm. Mà ở góc độ số đông thì tôi thấy nghĩ là mặc dù không có một cái cuộc điều tra hay là một cái sự thống kê, tuy nhiên cái mức xử phạt ông Vũ đó cũng có đã được sự đồng tình cũng nhiều người. Chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua cũng có nhiều cái đoàn thể để mà làm cái kiến nghị, rồi ông Phạm Nhật Vũ cũng phải bị ở tù chứ đâu phải không bị ở tù 3 năm nhưng mà không phải là treo đâu, 3 năm nhưng mà cũng phải ở trong tù chứ đâu phải 3 năm ở ngoài đó. Thì đối với những cái người mà có sai phạm rồi thì luật pháp vẫn là để cho xử tù, mà đối với cái mức 3 năm á, có thể là người ta xử án treo được, mà tại sao người ta không xử án treo? Thì rõ ràng là luật pháp cũng thấy ông Phạm Nhật Vũ là sai, phải sai chứ, phải có tội chứ, không có tội làm sao được. Và đó là một số ý kiến nhỏ của cá nhân thôi, nó mang cái chủ quan khi mà nhìn nhận và đánh giá về những cái vụ án này. Rất có thể là các bạn sẽ khác rất là nhiều với ý kiến của chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng ta phải nói lên được những cái suy nghĩ của mình. Chúng ta không thể mà đi theo số đông được, hoặc chúng ta không thể mà hòa theo hoặc là nể nang là vì anh là bạn tôi, là anh nghĩ như vậy tôi phải nghĩ như vậy, hoặc là anh muốn nói như vậy tôi nói theo anh không đúng. Nhưng mà chúng ta có cái nhìn rất là riêng biệt, và rất là khuyến khích những cái điều mà khác biệt để mà chúng ta có cái sự tranh cãi, và chúng ta tranh cãi trong cái chiều hướng để mà tìm hiểu cho nó rõ cái chân lý, tìm hiểu nó rõ đâu là cái gốc của vấn đề, cái để mà chúng ta có thêm cái sự học hỏi, để mà chúng ta tăng cường cái sự hiểu biết và tăng cường cái sự thông cảm. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Và hôm nay thì tôi chỉ xin tạm dừng ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi.